ngày thi đấu vòng loại của giải golf chuyên nghiệp Việt Nam VPG Tour 2018. Hôm nay, 15 golfer xuất sắc đã cùng nhau bước vào ngày thi đấu thứ 3. Ngay từ đầu giờ sáng, các golfer đã rất háo hức và sẵn sàng tinh thần để thi đấu. Diễn biến ngày hôm nay cũng thực sự sôi động. Ngay khi kết thúc 9 hố đầu tiên, golfer Lê Hữu Giang đã vươn lên vị trí đầu bảng với tổng 35 điểm, được âm 1 điểm khi anh liên tiếp đạt điểm pa, cùng với đó là giành được 3 điểm bớt đi tại các hố số 2, hố số 5 và hố số 7, và chỉ mất 2 điểm bogey tại các hố số 6 và hố số 8. Cùng với sự nỗ lực của Lê Hữu Giang, golfer Doãn Văn Định cũng có ngày thi đấu tốt. Khi 9 hố đầu, anh đạt tổng điểm pa là 36, khi có 2 điểm bớt đi tại hố 5 và hố 7, và 2 điểm bogey ở hố 1 và 2. Golfer người Hàn Quốc Kim Jin-chon sau 2 ngày liên tục đứng đầu bảng thì sang ngày thứ 3, phong độ của anh đang giảm dần. Kết thúc 9 hố đầu tiên, anh có tổng 37 điểm, dương 1 khi anh đạt được 2 điểm birdie ở hố số 3, hố số 4 và 1 điểm bogey ở hố số 2 và điểm double bogey tại hố 9. Với kết quả đó, sau 9 hố đầu, golfer người Hàn đã chuyển xuống vị trí số 3. Ngày hôm qua, golfer Nguyễn Hữu Quyết đứng ở vị trí số 15 trong bảng xếp hạng, nhưng hôm nay sau 9 hố đầu, anh đã vươn lên vị trí số 7 với tổng điểm 37. Khi anh đạt 2 điểm birdie ở hố 4, hố 9 và 3 điểm bogey ở hố 2, hố 3 và hố 8. Với một quyết tâm cao, tinh thần thi đấu chuyên nghiệp, kỹ thuật tốt đã làm nên một ngày thi đấu đầy cảm xúc cho các golfer tham gia. Ngày thứ 3 của mình thực sự là rất hồi hộp. Đánh cũng không được tốt bằng 2 ngày hôm trước. Kết quả của mình hôm nay là cũng không được tốt lắm. Mình thôi cố gắng ngày mai. Hôm nay mình đánh với hai người Hàn Quốc, hai người đánh rất tốt, làm cho mình cũng hơi tâm lý một chút. Hôm nay mình thực sự là chip mấy bớt mà mình cũng không có feel lắm. Nhưng mà có hố cũng là thật là tốt, và có hố là không tốt. Do cơ thể của mình hôm nay không được tốt lắm. Thực sự hôm nay là gió thật, gió lớn, làm ảnh hưởng đến những cái cú second shot. Cảm giác mình cũng sợ, mình phải cố gắng xong là bị ảnh hưởng đến điểm. Sau khi kết thúc 3 ngày thi đấu, mình có cảm giác một chút tiếc nuối, tại vì là đúng ra mình có thể làm tốt hơn, nhưng vì lý do là mình ít thi đấu nên cái tâm lý của mình nó không được ổn định, lúc lên lúc xuống. Mình không lúc nào kiểm soát tốt được cái tâm lý thì mình đánh tốt, còn không thì tâm lý không tốt thì nó có những lúc xử lý nó không thực sự là tốt. Họ đánh những người như cậu Hàn Quốc, cậu Choi thì đánh swing rất là tốt, nhưng nói chung là đánh hay. Định cũng là một người đánh kiên trì bám, nói chung đánh Định là đánh lối đánh an toàn. Hôm nay thì thực sự là mình đánh rất là tốt. Hôm nay đánh 5 birdie nhưng mà bị 5 bogey và 1 double. Thực sự đó là do yếu tố tâm lý mình thực chất là không kiểm soát, nhưng mà đó là trận đấu gôn mà. Gôn nó là như vậy, lên xuống, nhưng mình không kiểm soát được thì mình phải chấp nhận. Cố gắng đánh tốt nhất có thể và kiểm soát game tốt hơn. Kết thúc 18 hố của sân Long Biên trong ngày hôm nay, kết quả cụ thể như sau. Đang đứng vị trí số 1 là hai golfer Doãn Văn Định và Lê Hữu Giang đều có 74 điểm và tổng sau 3 ngày thi đấu là 224 điểm. Đứng ngay sau đó là hai golfer người Hàn Quốc họ Kim, Kim Hoang Tae và Kim Jin-chon với 77 và 78 gậy trong ngày thi đấu thứ 3. Và sau cả 3 ngày thi đấu, cả hai golfer đều có 228 điểm. Thứ tự tiếp theo của các golfer sau 3 ngày thi đấu cụ thể như sau. Golfer Phạm Đồng Dũng với 236 điểm, golfer Park Ji-won với 237 điểm, golfer Nguyễn Hữu Quyết với 238 điểm, golfer Nguyễn Gia Hồng với 239 điểm, golfer Nguyễn Văn Toàn với 239 điểm, golfer Lê Văn Tiến với 240 điểm, golfer Tăng Nhân Phú với 241 điểm, golfer Lê Việt Cường với 243 điểm, golfer Nguyễn Văn Long với 251 điểm, golfer Nguyễn Thanh Hải với 252 điểm, golfer Jim Lâm với 261 điểm. Ngày mai là ngày thi đấu cuối cùng của trận chung kết giải golf chuyên nghiệp Việt Nam VPG Tour 2018. Với một kết quả theo sát nhau của các golfer ở top đầu, hứa hẹn ngày thi đấu cuối cùng sẽ là một ngày đầy kịch tính và hấp dẫn. Giải đấu sẽ bắt đầu từ lúc 6 giờ 50 tại sân golf Long Biên và vẫn được golfnews.vn truyền hình trực tiếp trên các hạ tầng của Golf News và Hiệp hội Golf Việt Nam VGA. Kính mời quý vị và các bạn đón xem.